Thưa quý vị, theo dự kiến sáng nay Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Tiếp đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Từ 9 giờ, Quốc hội họp phiên bế mạc. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp. Ngày 28 tháng 11, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội thực hiện triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho thành phố và người tham gia giao thông công cộng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với một số đơn vị xác định được 23 tuyến buýt thường và một tuyến BRT để thí điểm, đồng thời lắp đặt hệ thống kiểm soát vé trên xe buýt, xây dựng phần mềm tổng hợp dữ liệu thanh toán, sản xuất thẻ vé điện tử. Hành khách có thể đăng ký vé, mua vé, thanh toán online qua website, qua app mobile hoặc trực tiếp tại các quầy vé. Hệ thống chấp nhận nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR code. Sau việc thí điểm thanh toán điện tử trên 24 tuyến buýt, dự kiến Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Hà Nội sẽ tiếp tục thí điểm hệ thống vé điện tử kết nối liên thông với tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh Hà Đông. Hệ thống vé điện tử thanh toán liên thông đa phương thức, ngoài việc thực hiện bán vé và soát vé nhanh chóng thuận tiện, còn đáp ứng các yêu cầu quản lý điều hành mạng lưới tuyến, cho phép tạo ra cơ chế vé linh hoạt để thu hút người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Cúc họa mi hiện đang có giá bán rẻ bất ngờ, chỉ từ 19.000 đồng đến 100.000 đồng một bó. Trong khi đó, các loại dâu tây Sơn La có giá phổ biến từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng một kg. Những thông tin giá cả thị trường này sẽ có trong cụm tin vắn ngày sau đây. Cúc họa mi đang có giá rẻ bất ngờ trên thị trường. Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua cúc họa mi với giá từ 19 đến 100.000 đồng một bó, tùy thuộc vào bó to hay nhỏ và hoa được trồng ở đâu. Theo người bán, nguyên nhân khiến giá hoa cúc họa mi năm nay rẻ hơn năm ngoái là do thời tiết nên hoa nở muộn hơn mọi năm, bị trượt ngày lễ 20 tháng 11, khiến giá hoa rất rẻ. Bên cạnh đó, hiện các mặt hàng hoa Trung Quốc trên thị trường khá đa dạng và giá rất rẻ, vô tình khiến hoa trong nước cũng đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Khoảng 2 tuần nay, dâu Tây hay còn gọi là dâu Hanna trồng ở Sơn La phủ sóng khắp các chợ online lớn nhỏ. Loại quả chín đỏ căng mọng này có giá khá đắt đỏ so với mặt bằng giá trái cây trên thị trường hiện nay. Hiện dâu Tây Sơn La mới chớm vụ thu hoạch, nguồn cung chưa nhiều nên giá rất cao. Theo đó, các loại dâu Tây Sơn La có giá phổ biến từ 300 đến 500.000 đồng một kg tùy kích cỡ. Với hàng loại A có giá từ 600 đến 750.000 đồng một kg, loại dâu đặc biệt giá gần 1 triệu đồng một kg. Thịt trâu gác bếp, lợn gác bếp là đặc sản vùng cao Tây Bắc và có giá bán khá cao. Thế nhưng hiện nay trên mạng xã hội nhiều người bán những mặt hàng này với giá siêu rẻ. Mặt hàng thịt trâu gác bếp với giá từ 300.000 đến 350.000 đồng một kg. Lợn gác bếp có giá từ 170.000 đến 220.000 đồng một kg. Nhiều mặt hàng như lạp xưởng gác bếp, lạp xưởng hun khói có giá từ 100.000 đến 180.000 đồng một kg. Theo nhiều người, những mặt hàng thịt gác bếp có giá siêu rẻ như thế này, nguyên liệu thường là không bảo đảm, được làm giả nên người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua. Căn cứ kế hoạch số 156 ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm tăng cường công tác chỉ đạo quản lý báo chí, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan báo chí truyền thông phát triển lành mạnh, đúng định hướng. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 112 cơ quan báo chí trung ương và địa phương hoạt động. Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thành phố quan tâm thực hiện thông qua việc tổ chức họp báo thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thực hiện tốt công tác thông tin cho báo chí khi có vấn đề nóng xảy ra.
Sở Thông tin Truyền thông tập trung vào triển khai các giải pháp để làm sao là quản lý được cái rằng là các cái thông tin của mạng xã hội cũng giống như là quản lý cái thông tin điện tử phục vụ cho cái việc cái rằng là bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo đảm được cái rằng là cái định hướng cái báo chí cách mạng làm sao được cái rằng là quản lý được các cái thông tin trên mạng xã hội để tạo các cái lan tỏa các cái thông tin tích cực từ phía cộng đồng. Mới đây, thành phố đã tiến hành sơ kết 5 năm triển khai thực hiện phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn. Sau 5 năm, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về phát huy vai trò của truyền thông, báo chí, phục vụ cho công tác tuyên truyền, định hướng dư luận tại Đà Nẵng đã được nâng cao. Đối với lại các cơ quan báo chí mà có văn phòng đại diện, cũng như là có phóng viên thường trú tại thành phố, thì cũng cần rà soát và thực hiện tốt hơn nữa cái quy chế hoạt động của văn phòng đại diện, cũng như là cái quy trình quản lý phóng viên thường trú cần phải có những cái quy định cụ thể hơn trong cái việc trách nhiệm phối hợp với địa phương khi mà tác nghiệp ở trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng sẽ có kế hoạch chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, kịp thời chấn chỉnh xử lý hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, đặc biệt là tình trạng sa rời tôn chỉ, báo hóa tạp chí, báo hóa trang thông tin điện tử. Ngày 28 tháng 11 tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Trẻ Em Thế Giới năm 2023 với chủ đề chính là nâng cao sức khỏe tâm thần tích cực, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em. Tham gia tọa đàm, các chuyên gia cũng đã phân tích tình hình sức khỏe tâm thần của trẻ em và vị thành niên, khẳng định việc tạo ra mạng lưới an toàn, phòng ngừa xâm hại trẻ em, loại bỏ những nguy cơ từ phía trường học, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình là vấn đề quan trọng để bảo vệ trẻ em. Nhiều ý tưởng, bài học kinh nghiệm hỗ trợ đã được chia sẻ, thảo luận, đóng góp tích cực cho việc xây dựng một chiến lược quốc gia năng động và nhạy cảm với trẻ em, vị thành niên. Vừa qua tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam cùng các cơ quan đơn vị có liên quan đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng sáng tác trẻ. Hội thảo nâng cao chất lượng sáng tác trẻ đã thu hút được đông đảo các diễn giả, các nhà văn trẻ đến tham dự. Sau phần đề dẫn của ban tổ chức hội thảo, 13 chuyên đề tham luận ý kiến của các chuyên gia đã đề cập đến các vấn đề xung quanh lực lượng người viết văn trẻ, cũng như đưa ra các định hướng và chuẩn mực trong sáng tác trẻ. Bên cạnh đó, các vấn đề nâng cao chất lượng tác phẩm với mong muốn ngày càng có nhiều tác phẩm chất lượng cao về tư tưởng nghệ thuật, mang hơi thở của dân tộc, của thời đại, phục vụ công chúng cũng được nhiều diễn giả quan tâm. Hội thảo nâng cao chất lượng sáng tác trẻ là cơ hội để kết nối và khơi dậy tinh thần sáng tạo, giúp các văn nghệ sĩ, các tác giả có thêm nhiệt huyết sáng tác nhiều hơn những tác phẩm có chất lượng về tư tưởng và nghệ thuật. Nội dung các chuyên đề sẽ là nguồn tư liệu ý kiến quý giá để ban tổ chức bổ sung hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng sáng tác trẻ, để sáng tác trẻ có những đóng góp xứng đáng trong dòng chảy văn học nghệ thuật nước nhà. Mới đây, giải đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng đã kết thúc tốt đẹp, khép lại chuỗi hoạt động lễ hội Ốc Ong Bóc đua ghe ngò năm 2023 do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Kết quả, cúp vô địch ghe ngò Nam năm 2023 và phần thưởng 200 triệu đồng thuộc về đội ghe ngò chùa Tùm Núp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đội ghe ngò nữ chùa Tùm Núp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã xuất sắc giành chức vô địch với tiền thưởng 150 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có giải thưởng dành cho các đội nhất bảng, nhì bảng qua từng vòng đấu. Ngoài ra, tại giải đua ghe ngò Sóc Trăng năm nay, mỗi đội tham gia thi đấu được ban tổ chức hỗ trợ 30 triệu đồng. Sau 3 ngày diễn ra các hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc, giao thương kinh tế vùng miền, lễ hội Ốc Ôm Bóc đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan. Lễ hội Ốc Ôm Bóc đua ghe ngò từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước của tỉnh Sóc Trăng. Đèo Tằng Quái nằm trên quốc lộ 279, nối liền huyện Mường Ảng với thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, là một trong những cung đèo hiểm trở ở Tây Bắc. Thế nhưng, đây cũng là cung đèo thơ mộng với biển mây bồng bềnh vào mỗi buổi sáng sớm. Thời điểm lý tưởng để ngắm biển mây trên đèo Tằng Quái là từ 6 giờ đến 8 giờ sáng.
Từ đỉnh Tăng Quái nhìn về phía thung lũng Ảng Nưa, huyện Mường Ảng, sương mù lắng đọng trong thung lũng tạo nên biển mây bồng bềnh trắng xóa, chỉ lộ ra những đỉnh núi thấp thoáng e ấp. Khi mặt trời dần nhô lên, những ánh nắng lan tỏa khiến biển mây được tô điểm thêm những sắc vàng, phía trên là nền trời xanh biếc. Cũng bởi nét thơ mộng lãng mạn này, nhiều năm qua, biển mây trên đèo Tăng Quái được rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ yêu thích khám phá. Tập phim Extreme của Planet Earth với những cảnh quay được thực hiện trong hang Sơn Đòn, hang Va và hang Én thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vừa mới được trình chiếu trên kênh BBC One của Anh, thu hút được một lượng lớn người quan tâm đến những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam. Từ ngày 27 tháng 1 đến 19 tháng 2 năm 2022, đoàn làm phim của BBC mang theo một tấn thiết bị và máy móc để thực hiện những cảnh quay xuất sắc về hang động Sơn Đòn. Đoàn dành 18 ngày liên tục để thực hiện các cảnh quay tại hang Én, hang Va và hang động lớn nhất thế giới Sơn Đòn. Trong hành trình làm phim tài liệu kỳ công, đoàn làm phim đã giới thiệu với khán giả những cảnh quay kỳ vĩ, mãn nhãn về hố sụt 1 Sơn Đòn. Phim tài liệu về động Sơn Đòn của BBC đã thu hút lượng lớn người xem trên toàn cầu. Với việc đưa vẻ đẹp tráng lệ, độc đáo của các hang động Quảng Bình trên sóng truyền hình BBC thông qua Planet Earth 3, tỉnh Quảng Bình hy vọng sẽ thu hút du khách nước ngoài đến Việt Nam và đến với Quảng Bình. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi điểm những bài viết đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Báo Nhân dân có bài viết kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực là yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế công tác đấu tranh trong lĩnh vực này thời gian qua. Việc Bộ Chính trị ban hành quy định số 131 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán là một bước tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng bộ các quy định của đảng về hệ thống pháp luật nhà nước. Ngày 28 tháng 11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Những chính sách đặc thù này sẽ tháo gỡ được những điểm nghẽn ở các công trình giao thông mà nhiều địa phương đang gặp khó trong cách xử lý. Theo bài viết trên báo Tuổi Trẻ, các đại biểu Quốc hội cho rằng thực tế cho thấy 5 chính sách trong nghị quyết đã cơ bản bảo đảm giải quyết những vướng mắc hiện nay, nhất là đối với những tỉnh, thành phố có nguồn thu ngân sách lớn, tự chủ về ngân sách. Đại biểu Quốc hội kỳ vọng với các chính sách đặc thù này khi có sẽ giúp cho các dự án đang triển khai sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành theo kế hoạch để sớm đưa các dự án vào khai thác vận hành, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của cả nước phát triển. Được đưa vào khai thác từ năm 2014, hiện tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai với chiều dài 245 km đang tồn tại hàng loạt các bất cập như là đón trả khách vô tội vạ, xe máy và người đi bộ ngang nhiên đi vào, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Nhan nhản vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai là bài viết trên báo Lao Động. Lối đi tự phát này nằm cạnh đường gom dân sinh, chỉ cách cầu chui qua đường cao tốc để ra quốc lộ 4D vài trăm mét, nhưng nhiều người không đi. Vì tiết kiệm một đoạn đường ngắn, nhiều người đang đánh cược tính mạng của mình. Nhằm khắc phục tình trạng này, đơn vị vận hành đã phối hợp với chính quyền, công an địa phương thông qua quy chế hợp tác để tuyên truyền đến người dân, trường học, tổ chức, đóng gia cố hàng rào để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc. Theo luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực từ năm 2025, căn hộ chung cư mini được phép được cấp giấy chứng nhận sổ hồng theo pháp luật đất đai, được bán cho thuê. Như vậy là người mua căn hộ chung cư mini không còn phải thấp thỏm lo không thể bán và sang nhượng được căn hộ nữa. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết chung cư mini được cấp sổ hồng, người dân có thêm cơ hội chọn nhà ở. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư mini cần phải quan tâm đến hai vấn đề. Nếu cấp thì phải rõ ràng, cụ thể về điều kiện cấp, diện tích, vị trí. Với những trường hợp chung cư mini đã và đang vận hành, không chỉ tuân thủ theo những quy định hiện hành mà còn phải có quy định riêng về thanh kiểm tra. Mấy ngày nay, dư luận lại được phen ngỡ ngàng với cụm từ tiến sĩ dởm, để chỉ về một vị dùng bằng tiến sĩ giả làm đến vị trí lãnh đạo khoa của một trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện rõ là sự dễ dãi trong khâu tuyển dụng nhân sự. Báo Kinh tế và Đô thị bình luận sự việc này qua bài viết lỗ hổng tuyển dụng. Nguyên nhân xuất phát từ việc các trường mắc bệnh sinh bằng cấp
xính bằng cấp, chạy đua tuyển dụng người có bằng tiến sĩ vào làm giảng viên để tăng chỉ tiêu tuyển sinh, hoàn toàn không quan tâm gì đến chất lượng. Nghĩa là tuyển người giảng dạy thông qua tấm bằng, chứ không phải thông qua con người. Theo các chuyên gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần xây dựng hệ thống số hóa dữ liệu văn bằng chứng chỉ để tiện cho công việc tra cứu. Bởi vì hiện nay, hệ thống thông tin bằng cấp không minh bạch và thủ tục thẩm tra phức tạp nên là các đơn vị hay lược bớt các quy trình này hay là xảy ra sai phạm. Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua một đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài nhiều ngày qua, có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Theo bài viết trên báo Tiền Phong, nguyên nhân của ô nhiễm được cơ quan chức năng chỉ ra là do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết không thuận lợi, dẫn đến là các chất ô nhiễm trong không khí hạn chế khuếch tán, đặc biệt là bụi mịn PM10 và bụi mịn PM2.5. Ngoài ra, việc người dân đốt rác thải, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp ngay cánh đồng diễn ra phổ biến, thường xuyên trong nhiều năm qua mà chưa có các biện pháp xử lý hữu hiệu để ngăn chặn. Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là với nhóm đối tượng có hoạt động ngoài trời vào khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ sáng và 14 giờ đến 19 giờ tối.